là biến rồi, không thèm chui ra ở trong đó, ngồi mổ luôn à. Ấm quá mà. Dạ. Chui ra rồi. Đó. Gà đó là gà thứ ba. Con gà đó là trứng xám đó, hai con đầu trứng vàng. Vậy mình để nước đây ướt ổn. Không được. Không được để nước. Nó khát nước thì sao? Mà nó đục rồi. Cưng quá là được 3 con rồi, còn 2 con trong bụng nữa là 5 con. Còn 3 trứng nữa chắc ngày mai nở. Không biết nở kịp không. Cưng ha. Bỏ miếng gạo luôn. Không có đâu con. Rồi các bạn ơi, mình ngồi mình thấy mấy con gà nó chui vô trong cái lỗ này, nó chui ra không biết có trứng ở trong đó không nữa. Chết rồi, mình hôm nay mình đốt lửa. Mình ngồi mình thấy nó chui vô trong đó rồi nó chui ra một con gà trắng, rồi giờ tới con gà già. Còn một con gà vàng ở trong đó nữa. Wow, không biết nó có làm ổ đẻ trong đó không nữa. Ừ ha, mà bữa giờ mình lụm cái trứng gà mình quên để ý cái trứng của con gà vàng này. Con gà già này cái trứng của nó khác với trứng của gà khác. Wow, vô tìm thấy cái đó. Rồi nó đi đẻ bậy hay là nó đi kiếm lục lọi nó phá vậy các bạn? À, để lấy đèn pin vô soi coi. Thank you.
mình cưng con gà lắm các bạn ơi. Ảnh là ảnh làm cho nó cái nhà lục giác kia vậy nè, để nó nghỉ trưa, cho nó nắng nó chui vô đó nó nghỉ trưa các bạn. Rồi ảnh còn trùm nó trên mái nó một miếng ni lông, nó ảnh sợ trời mưa đó nó ướt. Ảnh cưng lắm các bạn ơi. Mấy con gà nó ăn no rồi nó vô nó chơi ở trong đó các bạn. Sao không gáy nữa cưng? Hôm nay sao cưng gáy vậy cưng? Ở trong đó ảnh gác mấy cái cây cho nó leo lên nó chơi với các bạn. Gà thích chơi lắm nha các bạn, không để ý đâu, gà nó thích chơi lắm á. Đó, con gà trống nó kêu như vậy đó các bạn, là nó cảnh báo mấy con gà mái á. Cái tiếng của con gà trống nó kêu cảnh báo con gà mái là vậy đó các bạn. Đây là hai con gà con mà mình cho ấp hai lứa đó các bạn. Nó được như vậy rồi nè. Đó. Các bạn tin không? Con gà nó cũng trổ tiếng nha. Hôm nay cái con gà lớn này nó không còn kêu cái tiếng như là gà con nữa các bạn, mà nó trổ tiếng như gà lớn rồi. Nó kêu ấy rồi. Còn con gà con đó giống như là nó biết là thân phận tụi nó để lôi hay sao á, mẹ bỏ rồi á, cho nên là tụi nó cũng quấn quýt nhau vậy các bạn, đi ăn cũng ăn chung, thương lắm. Bỏ đồ ăn ra mấy nhà lớn ăn, mấy nhà con này đâu có dám vô, các bạn vô bị mổ. Cho nên nó tha miếng nó chạy ra ngoài nó ăn, ăn hết chạy vô tha tiếp, thương lắm. Nói chung nhà mình cũng có cỏ, có trùng, cho nên là mấy con gà này ăn lúc nào cũng no. Cái con gà kia nó cứ kêu suốt ở trong chuồng, đẻ thì đẻ đi, kêu suốt hà. Kêu thấy ghét rồi các bạn. Video mình vui cái chỗ là có tiếng gà nó kêu cho các bạn nghe ha. Các bạn ở Mỹ mà các bạn đâu có nuôi được nhiều gà để mà nghe được tiếng gà đâu. Mà có con này nó hay kêu vậy đó. Mấy con khác nó đâu có kêu. Kêu hé luôn kìa. Cưng quá, mình đang ăn cơm các bạn mà nó súng tới rồi. Mình thương quá. Thôi mình nhịn ăn, mình cho nó ăn đi. Bóp bóp bóp. Kêu là chạy tới các bạn. Bởi vậy gà trống nó ghét mình là phải rồi. Ăn mình mà không muốn ăn hết để dành cho nó ăn nữa. Ăn đi con. Chạy tới. Chạy tới. Gà của mình ăn đủ thứ các bạn ơi, cái gì nó cũng ăn hết. Và nó khoái ăn cơm bún đó. Mình đi ra là nó thấy cái đi theo. Ăn hết chưa? Cho tôi đem tô vô tôi rửa. Nó cho mình trứng cho nên mình cũng cưng nó lắm các bạn. Nó giống như là con cưng của mình vậy đó, thú cưng của mình mà. Anh gà trống ở trong kia tục. Nó đi theo tao rồi,
Bởi vậy có lẽ vì lý do này mà gà trống nó ganh mình lắm, nó thấy mình là nó muốn đá thôi. Mấy ngày bái đâu theo vô đâu có mình ánh nó trống á. Ở đây ngoài đây nó vui quá à. Út Minh vậy giờ dụ nó ra đây hết rồi cho là vậy trong đó mình đi. Ai biểu mẹ hiếp tao chi? Ôi trời ơi, gáy nó gáy kêu vô hả? Nó có vô đâu, ở đây nó ăn cơm ngon hơn. Thấy bụng lấy miếng cơm ăn mà thấy nó thương quá à, nhịn luôn. Kinh vậy đó. Hết luôn rồi. Giỏi quá à. Cưng. Mình làm cỏ cái mình để mấy cái bông già vô đây mình ủ. Cho nên là nó có trùng á, mấy con gà nó khoái đó. Mình để bánh mì kiểu này ăn mà mấy con gà nó nhát quá, nó không dám ăn, nó thấy lạ quá. Mỗi lần mình thảy xuống nó ăn thôi. Hôm nay mình chơi kiểu này không thấy nó ăn các bạn. Nó còn ngại ngùng e ấp gì đó. Chứ gà thích bánh mì lắm nha các bạn nha. Các bạn mà ăn bánh mì mà nó bị hết hạn hay gì các bạn cho đi, gà nó thích lắm.